đi thăm vườn lan. Đi thăm vườn lan Mucara của chị Sang ở Tây Ninh nha cả nhà. Cái bông Ủa chị nói màu mấy cái bông màu vàng mà chấm chấm này là tên là gì chị? Vàng chao. Vàng chao hả chị? Ừ. Ngộ ta. Là chao xinh xét. Wow. Lạ chứ. Sunset. Tiếng Anh là mặt trời nha. Wow, cái bông này quá chuẩn luôn.